Hello, xin chào các bạn, mình là Chen. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để update firmware ở trên XDJ RX3. Thì việc update firmware này sẽ giúp cho nhà phát hành có thể update những tính năng mới hoặc là sửa đi những cái lỗi mà một nhà phát hành nhận được từ feedback của người sử dụng. Thì việc đầu tiên để update firmware thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem là máy của mình đang ở phiên bản firmware nào. Các bạn chỉ cần ấn vào nút menu, ấn giữ nút menu để bật cái bảng điều khiển utility, sau đó roll xuống dưới cuối và kiểm tra. Thì hiện tại firmware của XDJ RX3 của mình là 1.11 và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thao tác là update firmware cho cái XDJ RX3 này. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là sẽ cần phải download cái phiên bản firmware mới nhất của XDJ RX3 ở trên chủ website của Pioneer DJ. Các bạn có thể truy cập ở đường link mình để bên dưới phần description của video này. Tiếp theo sau đó, sau khi mà chúng ta tải cái phiên bản firmware đó về và giải nén nó thì chúng ta sẽ chép vào USB. Và để update firmware thì chúng ta cần tắt nguồn máy, sau đó kết nối USB vào cổng USB 1. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ ấn giữ reload và nút eject USB 1. Đồng thời chúng ta sẽ tiến hành mở nguồn của XDJ RX3. Cho đến khi nó hiện lên thông báo là connect USB storage device into top USB port. Và các bạn chỉ cần đợi cho những cái thanh ở trên màn hình update chạy xong, hiển thị lên cái màn hình thông báo là firmware update is complete, turn the power off on before using, là thiết bị của mình đã được update firmware hoàn tất. Các bạn lưu ý là trong quá trình update firmware thì các bạn vui lòng không tắt nguồn thiết bị hoặc là không rút USB ra, để tránh trường hợp là cái quá trình update firmware nó bị lỗi và sẽ ảnh hưởng đến thiết bị của mình sau này. Thì sau khi mà các bạn update firmware xong thì các bạn chỉ cần tắt nguồn và sau đó mở nguồn lại thiết bị là chúng ta có thể sử dụng lại bình thường. Và để kiểm tra lại phiên bản firmware của mình sau khi update thì các bạn thực hiện lại thao tác như lúc ban đầu. Các bạn sẽ ấn giữ nút menu để kích hoạt giao diện utility, sau đó roll xuống cuối. Và bây giờ thì phiên bản firmware mới nhất của XDJ RX3 được update ở trên thiết bị của mình.